Rồi, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em xem một cái combo của hãng The One. Combo này nó bao gồm có cái máy bơm xe và cái máy kích bình. Thì cái đầu tiên thì cái máy kích bình này nó là sử dụng pin lithium. Nó không phải bình thường như anh em nha. Thì cái hàng này Mỹ về. Giá của nó là 3 triệu 7. Thì nó có là báo pin này, pin nó có sẵn này, nó lên đến 1600A này. Nó là sử dụng USB 3 trong 1. Đây, nó là bấm lên này, nó có báo pin và nó có cổng USB để anh em sạc điện thoại, sạc máy tính rồi ha, nó ra 5V và 2V. Nào, cái tay cầm này để cho mình sạc dự phòng luôn ha. Rồi, tiếp đến nữa là nó là kích bình chỗ này. Đây, cái này thì mình đút vô đầu anh ha. Đút vào, dương ra dương, âm ra âm. Nó có phân biệt sẵn rồi. Thì anh em chỉ vào làm thôi. Rồi, kích bình nó kích được cái xe V8 nha. Xe tải cũng được. Rồi, xe tải nhỏ được luôn. Nó có cái tẩu này. Cái tẩu này mình đút vào trong xe hơi để mình sạc pin, sạc vô cái này cũng được. Và anh em muốn sạc điện thoại thì sạc cũng được. Đó. Cái này nó có cái đèn pin mình bấm nữa là nó sáng pin ha. Sáng đèn pin và đi kèm với nó này. Có cái adapter. Cái này của Mỹ về thì Việt Nam chưa có. Rồi. 3 triệu 7. Cái này và cái bơm hơi, bơm xe này thì Tùng đang sale nó khoảng 2 triệu 6, thì sale còn vài bữa nữa ha, hôm bữa nữa bữa giờ rất là nhiều anh em mua cái bơm xe, bơm được xe container, lực của nó lên 160 PSI. Đây, lên được 160 PSI ha. Đó, ra rất thoải mái cho anh em bơm xe và nó có thổi hơi nữa. Cái này cũng 3 trong 1, thổi trời hơi ha. Rồi, cái dây của nó thì khá đã luôn ha. Kèm với nó là có đèn pin luôn. Vừa thổi vừa bơm và vừa đèn pin luôn. Rồi, cái này 2 triệu 6 ha, cái thân máy. Thì thường khách là mua là nguyên cái combo này, thì cũng khá là ổn định, bỏ lên xe bao luôn. Rồi, em Tùng cảm ơn anh em. Thân máy 2 triệu 6, cái này 3 triệu 7.